Thưa anh, trong phần 1 thì chúng ta vừa nhắc tới những cái sinh hoạt của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích với cộng đồng Việt Nam và cũng như là về chính trị. Mà Minh Thúy biết là giáo sư Nguyễn Ngọc Bích rất là tài hoa về mọi phương diện. Như vậy thì giáo sư Nguyễn Ngọc Bích có những cái sinh hoạt gì về văn học hay không anh? Thưa chị Minh Thúy và thưa quý vị, đây là một cái đề tài mà tôi nghĩ là nó rất là rộng. Bởi vì anh Bích anh đã đóng góp không biết cơm ăn nào vào trong cái nền văn học và văn hóa của Việt Nam và hải ngoại. Thì với cái hiểu biết hạn hẹp, tôi biết tới đâu tôi nói tới đó. Bởi vì sách vở của ông thì ngàn trùng, tôi không thể nào mà có thể xem hết hay đọc hết. Nhưng mà nó như thế này, anh Bích có hợp tác với chị Trương Anh Thụy xuất làm một cái nhà xuất bản, là gọi là nhà xuất bản Cành Nam. Ông in tất cả những cái loại sách mà có tính cách gọi là văn hóa, văn học, giáo dục, có bổ ích cho đồng bào hải ngoại, và in ra những cái sách đó. Thì cái vấn đề mà xuất bản là một cái chuyện rất là tốt. Và bên cạnh đó, đó ông cũng làm rất là nhiều việc khác nữa. Thì chỉ có bây giờ mình nói trước về sự nghiệp của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích về vấn đề văn học và văn hóa hay không anh? Thì vấn đề thì với nói đến sự nghiệp của ông thì nhiều lắm. Anh Bích có thể nói là một cái người đa diện và đa tài. Anh ấy rất là giỏi. Vì tôi ở vùng này tôi được biết anh ấy, thì về nói về biên khảo đó thì có những cái tác phẩm như là Hồ Xuân Hương này, Lưu Hương Ký này, Cung Oán Ngâm Khúc này, và anh ấy đã bỏ thì giờ ra viết những cuốn sách thật dày, làm biên khảo những cái áng văn chương tuyệt tác đó. Và bên cạnh đó đó, ông Nguyễn Ngọc Bích ông ấy còn có những cái vấn đề mà ông ấy đi dịch thuật của những tác phẩm hoặc là tiếng ngoại quốc sang tiếng Việt Nam, hoặc tiếng Việt Nam sang tiếng ngoại quốc. Tôi lấy một cái thí dụ như thế này, là về gần đây có những người mà bị cộng sản lừa đi theo cộng sản rồi thì là chết, và ông ấy viết lại những quyển sách như là ông Trần Đức Thảo đó, ông viết lại những cái lời chăn chối đó, thì anh Bích đã in lại những quyển sách đó phổ biến ra để người ta thấy rằng cái sự thật của chế độ như thế này. Và ngoài cái vấn đề anh làm việc văn hóa, anh còn chống cộng rất là kịch liệt, bằng những quyển sách đó cho người ta đọc, người ta thấy mặt trái của cộng sản. Và bên cạnh đó đó thì giáo sư Nguyễn Ngọc Bích có làm một cái chuyện mà tôi nghĩ rất là to lớn và vĩ đại. Chị Minh Thúy có biết nhà thơ Nguyễn Chí Thiện không? Minh Thúy có nghe tới. Thì như thế này, thưa chị Minh Thúy và quý vị, là trong khi mà ông Nguyễn Chí Thiện đó, ông ấy được tới đây vào năm 1995, thì ông Nguyễn Ngọc Bích đã giúp ông Thiện để xuất bản cái quyển sách Hoa Địa Ngục. Và bên cạnh đó, ông Nguyễn Chí Thiện cũng được ông Nguyễn Ngọc Bích dịch cái quyển sách Hoa Địa Ngục thơ nhé ra tiếng Mỹ để cho tất cả những người Mỹ người ta hiểu. Và nhờ cái sự giúp đỡ của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích như vậy, và nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã trở nên một người vô cùng nổi tiếng ở trên thế giới, ngoài cái vấn đề những người Việt hải ngoại. Vì cái thơ của ông là một cái thơ nó như là một cái quả bom mà nó đổ lên đầu, nó tố cáo tất cả những cái tội ác, nó tố cáo tất cả những cái mà gọi là tận cùng độc địa của cái xã hội cộng sản đối với những người tù nhân, đối với chế độ. Thành thử ra đã cái sự giúp đỡ của ông Bích đã được ông Thiện đã được người ta đề nghị cho ông được giải Nobel lên nữa. Thì cái việc mà làm việc giúp văn hóa để mà phát triển cái vấn đề văn hóa Việt Nam, để cho thế giới thấy rằng những cái thơ của mục sĩ Nguyễn Chí Thiện không phải là riêng cho những người đồng bào hải ngoại hay đồng bào trong nước biết, mà thế giới Nam Châu người ta biết. Bên cạnh đó, ông Bích không có cái tài này nữa, ông có cái tài về văn nghệ, ông có làm thơ, làm nhạc nữa, thưa chị Minh Chí và quý vị. Ông có làm những cái bản nó gọi là ngục ca, tức là ông ấy phổ nhạc vào trong những cái bài thơ của ông Thiện và ông ấy hát lên. Thế thì cái đó nó truyền vào lòng người và nó cho người ta thấy rằng cái chế độ nó tồi tệ như thế nào. Thành ra cái việc làm của ông Bích, ngoài cái vấn đề đóng góp về văn học,
ông ấy đóng góp về văn hóa và cái văn hóa xây dựng cái xã hội của đồng bào hải ngoại và tố cáo cái tội ác của cộng sản cho mọi người thấy rằng cái chế độ nó tồi tàn là như vậy. Và người ta nói rằng thì là cái sự việc mà truyền bá được như vậy, chúng ta đã có thể hiểu rõ cái sự tàn ác của cộng sản, và cộng sản không có cơ hội để mà tiếp tục tuyên truyền sai quấy ở bên hải ngoại này. Hồi nãy giờ anh nói giáo sư Nguyễn Ngọc Bích có những cái sinh hoạt về văn hóa, chính trị, cộng đồng, mọi thứ hết. Như vậy thì còn vấn đề tôn giáo, thì giáo sư Nguyễn Ngọc Bích có những cái sinh hoạt như thế nào về vấn đề tôn giáo anh? Dạ, thưa chị Minh Thúy và quý vị, thì theo tôi biết thì ông Nguyễn Ngọc Bích là người đạo Phật. Và gần đây nó có một cái chuyện rất là nóng hổi là cái chuyện tranh chấp ở chùa Giác Hoàng giữa giáo sư Nguyễn Ngọc Bích và một số những cái người ban trị sự. Thì cái câu chuyện nó như thế này. Nguyên thủy á, cái chùa Giác Hoàng đó là một cái chùa ở trên Washington DC, và những người đứng đầu thành lập mà theo chỗ chúng tôi được biết khi mà tị nạn tới đây đó là do ông bà Trần Văn Chương, tức là bố mẹ của bà Ngô Đình Nhu đó, và ông Thượng tọa Thích Giác Đức, và trong đó có anh em ông Nguyễn Ngọc Bích, tức là ông Nguyễn Ngọc Linh và ông Nguyễn Ngọc Bích là những người đầu tiên để mà đứng ra mà cũng như thành lập cái ban trị sự đó, gây dựng nên cái chùa Giác Hoàng. Và cái chùa đó nó trải qua năm tháng, nó đã lớn lên và nó đã trưởng thành, mà nó trở thành một cái chùa của những người Phật tử ở trong cái vùng Đông Bắc Hoa Kỳ này. Thì sau khi mà Thượng tọa Tâm Thọ mất đi đó, thì ông ấy có để lại một cái di chúc cho một ông Thượng tọa kế tiếp để mà tiếp tục cái công việc chùa đó. Thì chúng tôi không hiểu tại sao có cái sự tranh chấp của cái ban trị sự đó, họ phản đối cái di chúc của ông Tâm Thọ, và họ muốn đưa một cái số vị sư khác để lên trụ trì. Thì cái hành động này đã đưa đến một cái sự tranh chấp. Thì bên ông Bích nói rằng đây là cái chùa của tất cả, của cộng đồng người, không phải của cộng đồng, của những tất cả những người Phật tử ở đây. Thì ông ấy muốn rằng thì là cái chùa này phải là một cái chùa quốc gia thần túy, và cái chùa này do những người tị nạn xây ra, thì không có cái lý do nào mà chúng ta có thể để cho những người sư quốc doanh hay là những cái người nào mà có thể đến mà là dùng cái thủ đoạn hay cái này cái kia mà chiếm cái chùa này. Thì cái sự tranh chấp ra làm sao chúng tôi không biết, nhưng mà hai bên đã đưa nhau ra tới tòa. Thì trong cái phiên tòa xử vừa rồi đó, thì theo tôi thấy, đọc tin tức thì thấy là cái sự mà phe của ông Nguyễn Ngọc Bích hơi yếu thế, vì có những cái lý do mà chưa có trưng ra đầy đủ bằng cớ, thành ra tòa họ lại xử kè vào cái trường hợp kế tiếp. Thì thưa chị Minh Thúy và quý vị, thì bây giờ giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đã ra đi, thì chúng tôi không biết là cái chùa Giác Hoàng nó sẽ ra sao. Nhưng mà tôi nghĩ là nguyện vọng của ông Nguyễn Ngọc Bích không có cái tranh giành quyền lợi gì trong cái chùa đó, mà ông chỉ muốn rằng cái chùa đó lập nên bởi người quốc gia thì nó sẽ sống với người quốc gia, không để cho sư quốc danh của Việt Cộng đi vào đó để lũng đoạn. Đó là cái câu chuyện nó như vậy. Xin được cảm ơn anh Đinh Hồng Cường. Thưa chị Minh Thúy, và trong cái chương trình của ông tưởng nhớ giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, thì chúng tôi cũng đem một số hiểu biết nhỏ nhoi để đóng góp vào đây với quý vị, và đề nghị cũng như là tưởng nhớ tới một cái người đàn anh đã đóng góp rất nhiều trong cái việc mà xây dựng cộng đồng hải ngoại. Và thứ nhất, thứ nhì nữa là đóng góp vào cái việc mà phát triển văn hóa Việt Nam ở hải ngoại. Chúng xin cảm ơn chị Minh Thúy và xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích là một tài năng hiếm quý với cách sống bình dị và tâm hồn luôn luôn gắn bó với cộng đồng và thăng trầm của đất nước Việt Nam. Sự ra đi của ông là một mất mát lớn cho gia đình văn học tại hải ngoại, cho những người bạn đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Chúng tôi xin thành thật chia buồn cùng với gia đình giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, cũng như các bạn bè và cộng tác viên với giáo sư, người đã tận tụy với đất nước Việt Nam. Minh Thúy và Anh Đình Cường xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.